À, kính thưa quý anh chị, trong Photoshop có ba cái lệnh là Perpetual, Distort và Warp. Ba lệnh này tỏ ra khá hiệu quả, nhưng đôi khi quý anh chị có thể là chưa quan tâm đến nó. Thì trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các lệnh này, thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta hãy làm quen với lệnh Perpetual qua một ví dụ sau đây. Quý vị hãy xem cái ngọn môn quan này, cái bức tường thành này, quý vị thấy rằng nó bị xéo hai phần, đó là chiều cao và chiều ngang nó bị xéo, bị chết hết. Lý do là do cái chúng ta chụp cái góc nó không được thẳng, nó quá cao so với cái tầm nhìn chúng ta. Bây giờ với cái lệnh này chúng ta sẽ sử dụng lệnh Perpetual để làm cho nó thẳng lại. Thì đầu tiên quý vị hãy kích hoạt cái chế độ lưới của vùng hiển thị lên để chúng ta dễ canh hàng. Để bật chế độ lưới thì các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl dấu phẩy, hoặc là quý vị vào trong cái phần là View và bạn hãy kích hoạt cái chế độ là Show, hoặc bạn cho chế độ là lưới chỗ này đây, nó sẽ hiện lên. Rồi bây giờ bạn hãy nhấn đúp chuột vào phần Background, nghĩa là ta chuyển cái hình chúng ta đang bị khóa thành cái lớp hoạt động bình thường, và bạn nhấn từ phím Ctrl T. Rồi nó ra những dấu chọn này xong, bạn để những phải chuột vào bên trong cái vùng này, bạn chọn tôi lệnh Perpetual. Rồi sau đó bạn hãy kéo này, bạn thấy đây, khi bạn kéo thì cái hình mình nó sẽ được tăng trưởng lên, nó thành thẳng hàng lên, và bạn giảm này xuống, kéo này lên, bạn kéo này ra, nó nở cả hai chiều thưa các bạn, trên và dưới. Đến khi bạn thấy cái cạnh nó song song thì bạn dừng lại, bạn thấy cạnh nó song song thì bạn sẽ dừng lại. Rồi sau xong xong tôi nhấn Enter hoặc nhấn nút chuột vào đây, bạn tắt cái chế độ lưới đi, bạn thấy cái hình ta nó được thẳng lại rồi. Nếu mà chưa thẳng lắm thì bạn hãy cứ Ctrl T và bạn hãy chọn lệnh là Perpetual, và chúng ta lại kéo tiếp tục, nó thẳng lại cho các bạn ngay tức khắc. Đó là lệnh thứ nhất là Perpetual. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lệnh thứ hai là lệnh Distort. Nhưng mà trước khi qua lệnh thứ hai, bạn hãy xem lại kết quả ban đầu F12 và Ctrl Z. Bạn hãy xem, nó khá là ấn tượng. Vấn đề tiếp theo, chúng ta muốn ghép bức ảnh cô gái này vào trong cái khung ảnh mà chúng ta đang có. Nếu như bạn ghép thông thường, bạn hãy nắm bằng thả vào đây, dùng công cụ chọn ảnh và công cụ di chuyển ảnh, bạn nắm vào đây, bạn thả vào hình kế bên. Để ghép khung ảnh thì chúng ta làm như thế, mở hai bức ảnh lên và chúng ta thả vào đây. Nếu như bạn sử dụng cách làm thông thường là bạn xoay ảnh, bạn xoay như thế này, bạn còn trên T bạn sẽ xoay ảnh, bạn thấy là bạn xoay như thế này đây, thì nó lại không đúng phối cảnh. Do đó để đúng phối cảnh thì bạn làm như sau: bạn sẽ nhấn vào nút Ctrl T, rồi sau đó bạn hãy nhấn phải chuột. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lệnh Distort. Phải chuột là lệnh Distort. Rồi, là Distort này nó khá thú vị là nó cho phép chúng ta thay đổi độc lập từng cái cạnh một trên ảnh, chứ không như Perpetual để thay lần lần cả hai cạnh nó di chuyển theo. Bạn hãy chọn một trong những cái nút, bạn kéo vào đây, bạn thấy như thế này. Bây giờ bạn kéo nút vào đây. Rồi, bạn tương tự bạn kéo này qua bên đây như thế này đây. Và tiếp tục bạn hãy kéo cái này phía bên đây cho nó đúng với cảnh của cái hình chúng ta, song song với các cạnh trên cái thanh gỗ, và chúng ta nhấn Enter, nó sẽ đưa vào cái khúc gỗ này. Nhưng để ấn tượng hơn thì các bạn hãy đưa cái lớp ảnh này nằm bên dưới cái lớp ảnh khung gỗ, bằng cách bạn thấy phần layer đây, bạn nhấn đúp vào background để di chuyển một lớp ảnh này nằm trên một lớp ảnh khác, thì chúng ta sẽ nắm nó và chúng ta thả lên trên đây. Rồi bây giờ chúng ta muốn xóa bỏ cái phần đục thủng phần ảnh này cho nó lồi cái tấm ảnh bên dưới này lên, thì các bạn sẽ làm như sau. Bạn hãy chọn tôi công cụ, đó là phần Magic Wand, là cây đũa thần. Bạn hãy nhấp vào cái vùng ảnh này, bởi vì nó là một màu đồng chất, bạn nhấn phím Delete, nó sẽ thủng bánh kình trên D để bỏ. Thì bạn thấy cái bức ảnh chúng ta đã được nhét vào trong cái khung ảnh trông rất là ấn tượng nhờ vào cái lệnh là Distort. Đó là từ nay bạn hãy ghép những cái ảnh mà có phối cảnh, bạn hãy dùng Distort thì nó sẽ hữu hiệu hơn. Chúng ta qua tiếp lệnh tiếp theo là Warp.
Lệnh Pháp có hai điều khá thú vị như sau, đó là chúng ta lật bức ảnh, lật một cái góc ảnh, hoặc là chúng ta làm cho ảnh nó được thẳng lại như bạn thấy cái hình này. Cái đường của cái tường này nó bị xuyên xuống đây và nó cong, và chúng ta cho nó thẳng lên. Và cái đường gạch này thì chúng ta sẽ dùng lệnh Dist tọt hoặc là Perspective thì lại không hiệu quả, mà chúng ta dùng lệnh Wrap là hiệu quả hơn. Chúng ta nhấn nút chuột vào phần background và bạn hãy bấm kình trên T, và chúng ta để phải chuột ở đây, chúng ta chọn Grab. Bây giờ muốn lật ảnh bạn hãy chọn một trong góc này, bạn kéo lên thì như vậy cái ảnh bạn đã được lật lên. Bạn lật như thế này đây, bạn thấy đây, ảnh bạn lật lên, bạn kéo qua phần này thì đây chính là cái phần ảnh được lật. Và ta nhấn Enter để kết thúc. Đó, lật ảnh cho ta như thế này. Nếu như bạn không muốn lật ảnh, bạn không cho nó thẳng lại, bạn bấm kình trên T và bạn bấm vào nút Grab. Chúng ta sẽ nắm cái nút này, chúng ta kéo lên. Bạn thấy đây, đó, nó có những cái râu như thế này thưa các bạn. Nó có những cái râu, bạn tha hồ, bạn kéo thẳng lên. Rồi, ở dưới này bạn cũng tương tự, bạn kéo cho nó cong xuống. Nó cong xuống thế này. Dưới này bạn kéo thẳng xuống đây. Rồi, chúng ta nhấn Enter. Mình cần chân thay Enter. Bây giờ chúng ta sẽ crop ảnh lại. Crop cho nó thẳng lại. Bước tiếp theo, bây giờ bạn muốn là cái hình này nó được đẹp hơn thì chúng ta sẽ tiến hành qua những bước tiếp theo là chúng ta chỉnh mạo những thứ. Nhưng ngoài ra đối với phần crop ảnh này nó còn một cái hiệu quả hơn thì bạn hãy xem thế này đây. Thưa quý vị, lệnh Warp tỏ ra khá hiệu quả khi mà chúng ta muốn đưa cái hình này ta dán nhãn vào trong cái chai này. Nó sẽ uốn cong theo cái chai. Đây bạn hãy xem đây. Chúng ta sẽ copy cái vùng này chẳng hạn. Rồi chúng ta đưa vào đây. Chúng ta kéo qua bên đây. Bạn hãy xem đây, muốn đưa cái hình này theo cái chai này, bạn hãy xoay cái hình này trước. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn xoay nó theo, dán vô cái chai này, bạn kéo này vô chút xíu nha. Rồi bạn bấm kình trên T, bạn chọn lệnh là Wrap, bạn hãy kéo cho nó cong lên thế này đây. Bạn thấy đây cái nút này đây, hoàn toàn cong theo cái chai chúng ta. Đã cho nó cong lên, cho nó cong lên theo chiều này các bạn ạ. Enter. Đấy, bạn thấy đấy, cho nó vô tí xíu. Và bạn thấy không, lệnh Wrap nó đã giúp cho chúng ta làm được điều đó. Để cho nó hiệu quả hơn thì bạn có thể giảm cái này xuống một chút xíu nữa. Nó xuống một chút cho nó hợp lý hơn. Đó là đôi điều về một cái lệnh Perspective, Wrap và Distort.